Dạ, chú chào cả nhà. Hôm nay là 5:30 sáng, Vũ cùng với anh em trong nhóm từ thiện họ đạo Cao Đài, thị xã Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang đến để hỗ trợ với gia đình để đưa linh cữu của chú Trần Văn Úc 55 tuổi tại xã Tân Bình, huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với anh em Vũ vào bên trong để làm lễ bế quan để đưa linh cữu của chú về nơi nghỉ cuối cùng nha cả nhà. Và cả nhà đừng quên hy xem cho Vũ và anh em xin được đăng ký, được chia sẻ và đọc lời cầu nguyện để hương linh của chú được siêu thoát về nơi cực lạc nghe cả nhà ơi. Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.